bác thấy con lọc xì Davis 231 này nhạy không ạ? Chỉ cần tăng giảm 3 cần thôi là nghe đã khác biệt hoàn toàn rồi anh em nhé. Tăng bass lên này. Tăng trung lên này. Tăng check lên này. Ok chưa? Tăng check lên nghe lại tách tách luôn. Rất là ok. Thì xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì tiếp tục bên em lại lên một cái video về hai mẫu lọc xì mà bên em đang bán rất là chạy ở trong cái dịp gần đây các bác nhé. Đó là hai sản phẩm đến từ thương hiệu DBX với model là 231. Cái dòng DBX 231 này thì nó là size 2U em nhé. Còn với cái dòng lọc xì DBX 2231 thì nó sẽ là size 3U bản limited cao cấp. Thì với con trên 231 này thì anh em ghép với những bộ dàn karaoke gia đình thì rất là hay. Đặc biệt là ghép cùng với âm ni này. Ghép cùng với âm ni hoặc ghép cùng với vang cơ, vang số thì rất là tuyệt vời. Sản phẩm này là những cái dòng lọc xì nguồn xuyến em nhé. Chúng ta lưu ý là đây là mẫu nguồn xuyến thì nó lọc nhiễu rất là tốt. Và nó sẽ đắt hơn so với cái dòng nguồn vuông kia. Và chất âm nó rất là hay. Sản phẩm DBX 231 thì hiện tại đang có giá là 1.400.000 đồng anh em nhé. Bao ship và tặng dây rắc đầy đủ cho tất cả các bác. Anh em mà muốn lấy hàng cao cấp hơn thì chúng ta có thể lấy con DBX 2231. Đây là bản limited hàng cao cấp. Thì nó sẽ có giá là 2.150.000 đồng em nhé. Đây là hai mẫu lọc xì mà bên em đang bán rất là hay. Chỉ rất là dễ dàng tinh chỉnh. Rất là dễ dàng tinh chỉnh. Ví dụ như chúng ta mà muốn tăng bát, tăng check hoặc là tăng trung lên, hoặc có thể giảm bát, giảm check, giảm trung đi, thì chúng ta có thể cảm nhận ra cái tai của chúng ta nhé. Cảm nhận ra cái tai của chúng ta rõ rệt. Thì ngay bây giờ em sẽ giảm cho các bác cùng nghe. Ở đây đang là tăng bát, tăng trung anh em nhé. Bây giờ em sẽ giảm bát đi này. Đây là giảm bát này, mất bát đúng không ạ? Giảm trung này, giảm 3 cần thôi. Mất trung đúng không ạ? Giảm check đi này. Đấy, mất check đúng không ạ? Giảm đi một cái nghe khác biệt hoàn toàn luôn. Nghe nó tiếng nó tối om luôn em nhé. Nghe nó tiếng nó tối, nó không được sáng. Ok chưa? Nghe tiếng bát nó không được không được sâu, tiếng check thì không được lẩy, ok chưa? Và nghe nó rất là tối, nghe nó không được bay anh em nhé, nghe nó không được hay ấy. Bây giờ em sẽ tăng bass lên này. Đấy, tăng một chút bass thôi nghe lực rồi. Tăng trung lên này. Trung em đang để cân bằng đây nhá. Đấy, tăng check lên này. Anh em thấy không? Tăng lên đây đâu khác biệt ngay đây đấy luôn. Với cái điều kiện là răng cơ là chúng ta sẽ phải nhấn vào nhá. Nút răng cơ chúng ta sẽ nhấn vào và nút bypass này chúng ta sẽ phải nhả ra. Đó, đây là mở ra này. Đây là qua lọc thì nghe hơn rất là nhiều. Bây giờ em sẽ nhấn vào này. Nhấn vào là nghe nó tiếng nó úi, nó đuối hẳn đi đúng không ạ? Nó đuối hẳn đi và nó yếu hơn rất là nhiều nhá. Nó sẽ không tăng tiếng bass tiếng check chúng ta lên đúng không ạ? Bây giờ em sẽ nhả ra này. Ok chưa ạ? Nghe lực hơn quá nhiều luôn. Sản phẩm lọc xì DBX 231 em báo giá toàn quốc cho tất cả các bác là 1.400.000 đồng anh em nhé. Báo giá cho tất cả các bác. Bên em thì giao hàng toàn quốc và bao ship, nhận hàng check ok thanh toán. Còn lọc xì DBX 231 thì đang có giá là 2.150.000 đồng. Anh em có thể lựa chọn làm sao cho nó hợp lý. Rồi video này em cũng xin dừng tại đây. Anh em xem video thấy hay nhớ cho xin một like và đăng ký kênh. Sản phẩm này rất là phù hợp cho chúng ta ghép cùng với âm ni, ghép cùng với những cái bộ dàn karaoke gia đình mà chúng ta nghe chất âm chưa được hay, tiếng bass chưa được sâu lắng, chưa được lực, tiếng check chưa được lẩy, chưa được mềm mại, thì anh em mua ngay chiếc lọc xì này về để ghép những bộ dàn karaoke chúng ta rất là hợp lý. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.